Xin chào tất cả các anh em nha, video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 1.000 dành cho ai góp này, dành cho 10.000 member người ta các bạn. Thì con này đó trong chương trình bán hàng VSEL các bạn. Thì bạn nào muốn mua to cần trong chương trình bán hàng VSEL thì các bạn xem 0.01 pin bi thì các bạn sẽ nhận được 10 top cần chi và 0.001 top cần in các bạn. Vì mình đã mới mua nè các bạn. Thì thấy ai góp này uy tín nè các bạn. Mình nó mới nạp 0.0 mình mới nạp 0.001 pin bi nè các bạn. Đã gửi 0.01 pin bi nè các bạn. Thì mình đã nhận về được 0.01 token in nha các bạn. Và 10 token chi. Token chi này nó sẽ list lên một cái sàn, là token list lên sàn 1 in và mở C nha các bạn. Thì bạn nào muốn mua phi sale thì mua, còn không mua thì tham gia ai góp miễn phí cũng được các bạn. Rồi để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình. Các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Rồi các bạn nghị quyết là bài viết nè. Rồi các bạn tăng 5 người bạn và comment địa chỉ với pin bi của tất cả các bạn nha các bạn. Copy and tweet you butterfly. Rồi để rồi các bạn xuống đây thì các bạn làm nhiệm vụ nữa các bạn. Dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. À cộng MMO của anh các bạn. Dòng thứ hai các bạn địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Dòng thứ ba là một link tweet. Thì các bạn nhấp vào link đây tweet nha các bạn. Rồi các bạn vô đây các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn mở Twitter mình ra nè. Ơi. Trò này khá là ngon nha các bạn. 10 top cần chi này nó dưới sàn mà 1 in sẽ là giá khoảng 35 đô nha các bạn. Rồi các bạn cái chỉ này nè các bạn. Mình chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn sao chép lên tweet nè các bạn. Rồi các bạn bắt đứt, các bạn dán ra đây nè các bạn. Rồi cái gapper này thì các bạn điền giùm mình A+. MMO của anh nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn vào đây mời các bạn comment tăng 5 người bạn và một cái địa chỉ pin pin các bạn. Các bạn xuống đây các bạn mình lẫn y gan mình nè các bạn. Mình là Ngọc Anh MMO nè các bạn. Đâu phan. Nè các bạn. Thì các bạn tăng 5 người bạn của mình vào các bạn. Và địa chỉ pin pin ở dưới đây nè các bạn. Là địa chỉ. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ lên một cái link kiểu các bạn mở từ Twitter các bạn ra nè. Bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn qua tweet trả lời chứ. Bạn đã test lại. Đâu ta? Bài nào ta? Các bạn copy địa chỉ address mình nha các bạn. Lưu ý nha các bạn, địa chỉ address với địa chỉ pin bi smart chain nó cùng chung địa chỉ trên với chút bullet nha các bạn. Thì các bạn copy lại địa chỉ mình comment mình ghi quyết lại được mới được các bạn. Giải tác nè, rồi bạn sao chép đây nè. Rồi bạn quát chép gì đây nè. Các bạn vào nhấp vào đường link tan 5 người bạn nè các bạn. Và pin bot. Cái này là các bạn tự quyết và trả lời nha các bạn. Các bạn chích dán cho tweet nè. Rồi bạn bắt địa chỉ đi vào nha các bạn. Rồi bạn tăng 5 người bạn vào nè. A+ MMO của bạn nè. Ok
Ôi dạo này mình bị lộn hoài Minh. Và làm gì quá vậy? Quên Minh Goku 2 cầm cái du ba a cộng tuông a cộng đi và các bạn test lại nha bạn. Sau khi các bạn test lại thì các bạn mới up lên nè các bạn mở tài Twitter mình ra nè các bạn nhấp vào hồ sơ nha bạn. Các bạn qua tài quyết về trả lời nè các bạn. Rồi các bạn copy cái bài viết này cho mình nữa mày. Nghe không các bạn? Các bạn sao chép lên tờ Twitter nữa. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn chạy link form mình, các bạn bắt vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn copy lại địa chỉ nè. Hoặc địa chỉ khác cũng được nữa. Các bạn nào mà có với BNB trên BNB Smart Chain trên với chocolate thì mình khuyên các bạn mua chương trình phi sale này các bạn. Còn không có thì các bạn tham gia free cũng được đó. Rồi. Các bạn chỉ việc bấm gỡ là xong thì tất cả các bạn. Video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.